Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, Sư Minh Tuệ, từ một người vô danh tự nhận mình đang tập học theo lời Phật dạy, với đôi chân trần đã chai sạn khi đi bộ từ Nam ra Bắc, rồi lại từ Bắc vào Nam, thì giờ đây người ta gọi Sư Thầy Minh Tuệ là Thầy, là người truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Nhiều người còn gọi Sư là Phật sống. Mặc dù bây giờ Sư Minh Tuệ đã ẩn tu, nhưng tung tích của Sư vẫn luôn được mọi người tìm kiếm với nhiều mục đích khác nhau. Các YouTuber, TikToker thì tìm Sư để đưa tin, người dân thì tìm Sư để được gặp đảnh lễ. Song đại đa số cộng đồng luôn quan tâm lo lắng, tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của Sư với mục đích an lòng, an tâm, là bậc chân tu khỏe mạnh, bình an. Vừa qua, Sư Minh Tuệ lại một lần nữa mất tích bí ẩn, không rõ tung tích tận 20 ngày. Điều này đã làm người dân và công chúng vô cùng lo lắng. Trước đó, clip về Sư Minh Tuệ nói sợ người kinh, sợ YouTuber, mà nhiều người nghe xong không kềm được nước mắt. Họ thương Sư, nhưng cũng nhìn lại chính mình, bởi vô minh mà đánh mất đi cơ hội được gần gũi diện kiến bậc chân tu. Nhận thấy sự sai lầm này, cũng đã có nhiều Phật tử đã quay đầu lạ bờ, không tiếp tục truy tìm Sư nữa. Ngay các YouTuber, TikToker cũng đã tạm gác cần câu cơm, tạm ngưng để Sư Minh Tuệ được hoàn thành ý nguyện ẩn tu. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số người cố chấp. Họ nhân danh Phật tử chân chính, muốn tìm bằng được Sư Minh Tuệ. Họ đã lùng tìm hai thanh niên người dân tộc từng chụp ảnh cùng Sư cách đây vài ngày. Họ không ngần ngại nhắn tin hỏi cụ thể về nơi ở hiện tại của Sư. Chính vì lẽ đó Sư Minh Tuệ lại ẩn tu mất tích bí ẩn 20 ngày qua. Nhưng nói tới đây, mạng xã hội lại bất ngờ lan truyền đoạn clip ngắn do chính thanh niên người đồng bào hữu duyên gần gũi với Sư trong thời gian này lên tiếng. Cụ thể anh chia sẻ, mình thương Sư Minh Tuệ, mình chỉ đăng cái video này nữa, rồi mình không đăng gì nữa nha mọi người, vì Sư Minh Tuệ cũng đi chỗ khác ẩn tu nữa rồi. Mọi người nhắn tin hỏi mình là Sư Minh Tuệ đang ở đâu vậy em? Mình cũng trả lời cho mọi người đều biết nơi nào có núi, có người dân thưa thớt là sẽ có Sư Phụ Minh Tuệ. Có thể thấy, dù không thân thích, nhưng qua lời nói ai nấy đều cảm nhận được nam thanh niên này dành cho Sư Minh Tuệ một tình cảm vô cùng đặc biệt. Anh đã gọi thầy bằng hai từ thân thương, Sư Phụ. Anh cũng chính là người dẫn đường cho Sư đi tìm căn chòi thích hợp để trú ngụ trong ngày tháng ẩn tu. Đặc biệt, anh đã làm theo ý nguyện giữ bí mật nơi ở cụ thể của Sư. Ngay khi xuất hiện đoạn clip do chính anh chàng người dân tộc chia sẻ, bà con Phật tử cũng đã thêm phần yên lòng khi mọi người rất hiểu chuyện, không những không làm phiền đến việc tu tập của Sư, họ còn ra sức hỗ trợ để Sư được an tâm tu học. Dưới đây là một số bình luận của cộng đồng mạng. Nhìn những hình ảnh này của Sư cảm xúc dâng trào, nghẹn ngào không biết nói nên lời. Mọi người yên tâm, Sư giữ giới tịnh nghiêm, giới luật sẽ bảo vệ Sư. Mọi người đều tốt đẹp, tự sẽ đến với Sư, không gì hại được Sư. Rất thương những lời nói chân thành của Sư, cho nên người dân Việt Nam ai cũng quý mến Sư. Con chúc Sư luôn khỏe mạnh, thân tâm an lạc, chân cứng đá mềm trên vạn dặm nẻo đường, A-di-đà Phật. Song song với việc Sư Minh Tuệ ẩn tu gần 20 ngày, thì một vài sự việc đau lòng gây phẫn nộ dư luận đã xảy ra. Cách đây vài ngày, cộng đồng cũng một phen sững sờ khi xem clip thầy Thích Mật Hạnh chỉ trích Sư Minh Tuệ là vô ơn. Ngay lập tức, cái tên thầy Thích Mật Hạnh được truy cập và tìm kiếm trên Google và các nền tảng số với tốc độ chóng mặt. Chưa dừng lại ở đó thì cộng đồng mạng lại tìm thêm được một trích đoạn clip ngắn được cho là thầy Thích Mật Hạnh khoe tự tay đập vỡ tượng Phật.
ông được biết đến là trụ trì của tu viện Chơn Như, cũng là nơi sư Minh Tuệ xuất gia tu học trước khi tu theo hành Đầu Đà. Qua clip được chia sẻ, ông có vẻ vô cùng tự hào khi tự tay đập tượng Phật. Cụ thể trong clip, ông nói: "Dẹp Quan Âm, Di Đà, Di Lặc dẹp. Hôm qua tôi mới đi xuống dưới đập ông Di Đà, ông Quan Âm, ba ông lận, tôi đập hết. Họ không dám đập, tôi đập." Nhiều người không khỏi bàng hoàng khi nghe được những lời nói này từ chính một bậc tu sĩ. Có thể ông tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, chỉ có ở niềm tin thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng các vị Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm vẫn đang được các chùa thuộc hệ phái Bắc Tông thờ kính. Vậy nên, hành động và lời nói này của ông được cho là máng bổ, quá ngông cuồng và sân si. Đây không phải là đức tính của một người tu sĩ nên có. Nhiều Phật tử tỏ rõ thất vọng về thầy Thích Mật Hạnh. A Di Đà Phật thật không thể tưởng tượng được, nhân quả khó lường. Rồi thầy sẽ được nhìn thấy Phật pháp nhiệm màu, A Di Đà Phật. Giờ tôi mới hiểu vì sao sư Minh Tuệ ra đi khỏi chùa, vì chung chùa với ông ác tăng này chịu sao nổi. Hàng trăm ngàn Phật tử đã xem được đoạn clip do chính thầy Mật Hạnh nói ra thì ai nấy đều không khỏi bức xúc. Trong đó có một người đã không thể im lặng và gửi thư lên tờ báo Phật giáo.org, cổng thông tin chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để trình bày và yêu cầu xử lý thầy Thích Mật Hạnh. Trong thư, Phật tử này viết: "Kính thưa Hòa Thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Con là một Phật tử trong gia đình, nội ngoại đều theo kính Đạo Phật. Thời gian qua, có nhiều việc ồn ào diễn ra, trong đó có những lời nói gây kinh hãi, đó là đập phá tượng Phật của Sư Thích Mật Hạnh, Chùa Am Tu Viện Chơn Như. Sư Hạnh đã nói tự tay đập phá tượng Phật A Di Đà, Quan Âm và Di Lặc. Con và nhiều người cảm thấy kinh hãi khi nghe Sư Hạnh nói như vậy trên mạng xã hội. Hôm nay, đệ tử của Sư Mật Hạnh đăng tiếp video. Ông Mật Hạnh nói: "Mấy ông nội đó dựng lên Phật A Di Đà ngoại đạo. Con trước giờ cũng biết có đại thừa, tiểu thừa, các phái tu tập khác nhau, và cũng hiểu là cần tôn trọng lẫn nhau trong tôn giáo. Con cũng có được nghe pháp thoại của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng nói, người tu hành không nên chê pháp tu của người khác. Sự việc ông Thích Mật Hạnh đang diễn ra càng lúc càng căng, qua các phát ngôn của ông Mật Hạnh đăng trên mạng xã hội, đập phá tượng Phật là hành vi không ai có thể chấp nhận được. Kính mong Giáo hội Phật giáo Việt Nam lưu tâm, xin trân trọng kính chào." Những lời chia sẻ này đã được chính cổng thông tin Phật giáo.org đăng tải. Quý báo cũng phản hồi rằng hiện tại họ đã chuyển thông tin đến Hòa Thượng Thích Gia Quang để xem xét giải quyết. Ai nấy đều hy vọng Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ đưa ra hướng giải quyết đúng đắn để củng cố niềm tin Phật tử về nơi Tam Bảo. Cùng với sự việc thầy Thích Mật Hạnh đập tượng thì trên mạng còn lan truyền rất nhiều clip quay lại được cho là ở một vài khóa tu, trong đó có nội dung là hình ảnh các vị trong hình thức tu sĩ Phật giáo có hành vi đập phá hủy hoại kinh tượng trước sự chứng kiến của nhiều người. Điều này đã gây nên sự hoang mang trong cộng đồng Phật tử và chư tăng ni. Tìm hiểu qua những clip ngắn được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, chúng tôi được biết đó là những buổi thuyết giảng hướng dẫn tu học ngắn tại các chùa. Trụ trì là một số người Việt Nam sinh sống tại Hoa Kỳ. Điều đáng chú ý gây hoang mang cho người xem các clip là hình ảnh các vị mặc sắc phục, hình thức giống với tu sĩ Phật giáo Việt Nam làm hòa cảnh. Họ hướng dẫn người tham dự phương cách tu tập bằng hình thức đập phá các bức tôn tượng mà các tư gia Phật tử hay phụng thờ. Hình ảnh một vị trông giống như một sư cô, hai tay bưng tôn tượng Đức Phật hoặc bức tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, trông có vẻ thành kính
trên nền độc tâm tình giác ngộ của một vị thiền sinh nào đó. Đến đoạn cao trào thì bức tôn tượng được ném đập xuống nền trước mặt thính chúng tham dự. Theo lời tâm tình hướng dẫn, phương cách tu tập ấy là sự phá bỏ chấp niệm bên ngoài thông qua những bức tượng được phụng thờ, để thấy được Phật tánh bên trong, nhằm thấy được tánh giác trong mỗi người là trong bùn cỏ sen. Được biết hướng dẫn tu học phương cách có tên là Thích Diệu Thiện, trú tại thiền viện Phổ Môn, và Thích Thông Hội, trú tại thiền viện Suối Từ, thuộc vùng Houston, Dallas, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Hai vị này xưng là bậc thầy giác ngộ, thiền sư đã giác ngộ do đại chúng tu tập tại Hoa Kỳ. Thật sự mà nói, chưa biết các vị thiền sư hay bậc thầy giác ngộ đến đâu, nhưng hướng dẫn cho các Phật tử đập phá kinh tượng xem chừng không ổn thỏa. Bởi theo kiểu giai thoại nhà thiền gặp Phật, giết Phật, phá quỷ tượng Phật để kiến thánh, mà các thiền sư Trung Hoa áp dụng cho các đệ tử có căn cơ ngộ đạo chín mùi, chứ không phải ai cũng áp dụng phương pháp này để phá chấp. Với một hội chúng đủ trình độ căn cơ già trẻ, lại nghĩ rằng trong bùn có sen để giác ngộ thông qua cách tu tập đập phá tôn tượng để phá bỏ chấp niệm, để kiến tánh tự thân, kết nối wifi với bậc thầy giác ngộ để rảnh rang không bị trói buộc. Với phương cách tu tập lạ lùng ấy, không biết bao nhiêu người trong hội chúng ấy được giác ngộ, phá ngã chấp. Nhưng người xem clip dễ thấy được sự phá kiến chúng sanh từ sự hướng dẫn nguy hiểm này. Một số chư tăng ni cũng như Phật tử đã bày tỏ thái độ phản ứng trước sự hướng dẫn cách tu phá quỷ tôn tượng Phật và Bồ Tát. Trước đây từng có các gia đình Phật tử cải đạo đã đập quỷ tôn tượng, tôn thờ cùng những lời lẽ khó nghe, tạo nên những bức xúc lớn trên cộng đồng mạng xã hội. Việc ấy có thể hiểu vì họ đã cải đạo sang một tôn giáo khác. Còn đây là trường hợp dạy tu tập bằng cách phá quỷ kinh tượng. Được biết các clip trên được cắt ngắn thành một đoạn video quay lại khóa tu diễn ra năm 2018 tại chùa Nguyên Ngộ, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh và chùa Long Nguyên, tỉnh Tiền Giang. Các clip ngắn được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội với tốc độ chia sẻ cao và với những bình luận tiêu cực. Thiết nghĩ chư tăng ni trụ trì các tự viện cần nên nắm rõ nội dung thuyết giảng. Phương pháp thuyết giảng mà các vị tự xưng giảng sư, thiền sư được mời cả nể, hoặc vì thiếu hiểu biết liên quan tới yếu tố nước ngoài, để tránh các trường hợp lợi lạc không bao nhiêu nhưng lại rơi vào tà kiến, phá pháp, phá quả khôn lường. Quý vị nghĩ như thế nào về sự việc chúng tôi vừa chia sẻ ngày hôm nay? Xin quý vị hãy để lại những lời cầu chúc an lạc nhất tới sư thầy Minh Tuệ ở phần bình luận. Còn lúc này, chúng ta hãy hành nguyện theo con đường tu hành theo chánh pháp của Đức Phật và nhìn theo bước chân không nghỉ của sư Minh Tuệ. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi hết video này. Nếu thấy hữu ích, hãy đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng theo dõi quý vị nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, hiện tượng sư Thích Minh Tuệ tu theo hành Đầu Đà, đi bộ từ Nam chí Bắc đã được quần chúng đủ mọi thành phần ngưỡng mộ. Họ chờ đón sư ở dọc đường, cúi đầu hoặc quỳ xuống lòng đường để đảnh lễ, tặng đồ ăn thức uống, có khi tháp tùng sư một đoạn đường dài. Có khi họ tụ tập quanh sư tại nơi nghỉ chân, có khi là nghĩa địa, một ngôi nhà hoang hoặc dưới tàn cây, ngồi quanh sư để nghe sư thuyết pháp hoặc vấn hỏi một số vấn đề. Đặc biệt tại Thanh Hóa, có cả xe chở mấy chục học sinh tiểu học tung tăng chạy tới để chiêm ngưỡng và vái lại sư. Và lần đầu tiên, một vị sư thuyết pháp tại một nghĩa địa. Tìm hiểu về thân nhân sư Minh Tuệ, thì sư tên thế gian là Lê Anh Tú, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1981 ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Cha đi bộ đội,
Sau khi phục viên khoảng năm 1995, đưa gia đình vào Ia Tô, Ia Krai, Gia Lai, không phải Eka, Đắk Lắk. Nhà có bốn anh em, ba trai một gái. Sư là con trai thứ hai, trong ba người con trai đều theo truyền thống của cha, đi bộ đội trước khi đi học nghề. Anh trai của Sư sau khi đi bộ đội về học hành, trưởng thành, hiện là giám đốc một doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Gia Lai. Gia đình Sư diện kinh tế khá ở địa phương. Sau khi đi bộ đội về, Lê Anh Tú học trung cấp lâm nghiệp Tây Nguyên, làm lớp trưởng. Một số thầy cô dạy cho biết, khi đi học, Sư từng tâm sự, học dạy nhưng ra trường có lẽ sẽ đi tu. Ra trường, Lê Anh Tú đi làm cho một doanh nghiệp đo đạc ở Đắk Lắk. Đến năm 2015, về xin cha mẹ cho xuất gia. Gia đình cho biết đã ký giấy, sau đó chính quyền địa phương cũng đã xác nhận về việc này. Sư là biểu tượng của sự đoạn diệt được lòng tham, vì sư không nhận tiền bố thí mà chỉ nhận nước uống và đồ ăn trước giờ ngọ và không nhận nhiều để dành cho ngày hôm sau. Trái ngược với lối sống của một số tăng ni sống xa hoa với điện thoại xe sang và đồng hồ Rolex, kêu gọi Phật tử đem hết tài sản cúng chùa hầu được phước, gom góp tiền bạc của Phật tử gửi về cho cha mẹ xây nhà. Sư là biểu tượng sống động của thời Đức Phật còn tại thế, với đầu trần chân đất, y phục may bằng những mảnh vải nhặt được ở đống rác hay nghĩa địa. Sư không nhận những tấm vải đẹp do Phật tử bố thí. Sư không ăn trú tại bất cứ nơi nào quá 3 ngày và tiếp tục du hành như thế cho đến chết. Sư là biểu tượng của sự tận diệt cái ngã. Khi xưng con với mọi người, khác hẳn với một số sư trẻ mới 30 tuổi mà cứ xưng thầy và gọi các cụ 70-80 tuổi là con. Sư khiêm tốn nói rằng mình không chứng đắc gì cả, mà chỉ làm theo những gì Phật dạy. Ngày xưa, chư tổ chứng đắc rồi mới đăng đàn thuyết pháp. Ngày nay, do nhu cầu hoằng pháp, các chùa đã tổ chức các lớp huấn luyện giảng sư trẻ. Đời tu chưa bao nhiêu, cho nên nói thì hay, nhưng lời nói không đi đôi với việc làm, khiến tổn hại tới giá trị của đạo Phật và làm hoen ố các vị tu hành chân chính. Sư là biểu tượng của sự đoạn diệt si mê, mà ngày nay có cả trăm ngàn thứ si mê say đắm lòng người, như nữ trang, son phấn, quần áo, tiện nghi, xe cộ, ca nhạc, ma túy, tuyển lựa ca sĩ, thi hoa hậu, vân vân. Sự tôn kính nhiệt thành của quần chúng đưa tới hai hệ quả và cho chúng ta thấy rằng đây là hình ảnh sống dậy của đạo Phật đang bắt sâu vào lòng quần chúng, vốn là nền tảng tâm linh và đạo đức của dân tộc qua gần 2.000 năm. Đó là dấu hiệu vô cùng đáng mừng. Đây là thành quả và công lao của bao tăng ni đã miệt mài công đức, ít ra là trong nửa thế kỷ qua. Sự bùng nổ của kỹ nghệ truyền thông và bùng nổ của những buổi thuyết pháp tại chùa hay trên các diễn đàn đã đem giáo lý của Đức Phật tới tận nhà của người dân. Trong cuộc sống đầy lo toan và căng thẳng đến chóng mặt của thời đại toàn cầu hóa và cách mạng khoa học kỹ thuật thứ năm, người dân đã bắt đầu thấy cần thiết phải có ông Phật trong tim hay trong nhà của mình. Khi nhìn thấy Sư Minh Tuệ, quần chúng nhớ tới hình ảnh của Đức Phật năm xưa. Thế nhưng sự tán dương quá nhiệt tình của quần chúng đưa tới quan niệm cho rằng chỉ có Sư Minh Tuệ là tu theo chánh pháp, còn hàng chục ngàn tăng ni đang ở trong các chùa, các tịnh xá tu viện kia không tu theo chánh pháp, không phải là hình ảnh sống động của Đức Phật và các đại đệ tử khi Phật còn tại thế. Hình ảnh tăng ni hiện tại đang bị suy giảm trước nhãn quan của quần chúng. Là người học Phật tha thiết đến đạo pháp và tiền đồ của dân tộc, chúng ta phải suy nghĩ như thế nào? Có phải tu theo Sư Minh Tuệ là theo đúng chánh pháp
và phải tu như vậy không? Đúng vậy, tu theo sư Minh Tuệ là theo đúng chính pháp, nhưng đó không phải là pháp tu duy nhất. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy Ngài Tu Bồ Đề rằng pháp của Như Lai không hề có tháp cao, tức là tu pháp nào cũng được, tùy theo căn cơ và tu đến nơi đến chốn. Còn trong Kinh Viên Giác, Đức Phật dạy Ngài Phổ Giác Bồ Tát rằng nếu có người nói rằng tôi diệt hết tất cả phiền não, thân tâm hoàn toàn không, không có, huống là cảnh giới hư vọng của căn trần, tất cả đều là vắng lặng để cầu viên giác. Nhưng tính viên giác không phải là tướng vắng lặng, cho nên gọi đó là bệnh. Rồi Đức Phật dạy Ngài Viên Giác Bồ Tát, những chúng sinh có đủ căn tính đại thừa, hoặc Đức Phật còn tại thế, hoặc sau khi Phật nhập diệt, hoặc đương thời mạt pháp, muốn tu hành hoặc tu trì một cảnh chùa, lĩnh coi đồ chúng mà có duyên sự thì tùy phân phán xét như tôi đã nói. Như lời Phật dạy Ngài Phổ Giác trong phần ở trên như sau: tuy là trần lao, làm việc khó nhọc ở đời, mà tâm thường thanh tịnh, thị hiện ra có lỗi lầm để tán thán hạnh thanh tịnh, không để chúng sinh sa vào chỗ không giới luật quy nghi. Sư Minh Tuệ theo hạnh tịch tỉnh, không nhận đồ chúng, đệ tử và Phật tử, sống riêng một mình, không tăng đoàn khổ hạnh để đoạn trừ phiền não, giống như hạnh của các vị La Hán. Thế nhưng còn cả ngàn tăng ni đang trụ trì ở các ngôi chùa, thu nhận đệ tử và phục vụ quần chúng, đang là các Bồ Tát nhập thế để hằng thuận vì lợi ích của chúng sinh thì sao? Tu theo hạnh Đậu Đà, vì không còn tiếp xúc với đời, cho nên ít hoặc không còn phiền não, tuy khổ hạnh nhưng dễ tu. Còn khi đã nhập thế thì gần bùng, cho nên dễ hôi tanh mùi bùng và khó tu hơn và rất dễ sa ngã. Chính vì thế mà các bậc tu hành an trú tại một tự viện, thu nhận đệ tử, giáo hóa và làm theo lợi ích của chúng sinh mà tâm không hề để hôi tanh bụi bùng, như Lục Tổ nói rằng: hà sứ nhã trần ai, thì đích thực đây là các thánh tăng. Cho nên chúng ta không thể coi thường các vị đang tu hành chân chính tại các chùa, tịnh xá và tu viện. Cứ tưởng tượng khoảng 30.000 tăng ni trong nước và cả ngàn tăng ni hải ngoại bỏ cả chùa chiền tu viện thành hoang phế để tu theo hạnh Đầu Đà, để cho đúng chánh pháp và được quần chúng ngưỡng mộ, thì Phật giáo sẽ ra sao? Theo chúng tôi, lúc đó đạo Phật sẽ bị hủy diệt. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, đạo Phật suy tàn tại Ấn Độ là vì sau khi Đức Phật nhập diệt, các đệ tử của Ngài lui vào các hang động và núi rừng để ẩn tu và không thành lập được một giáo hội và các cộng đồng Phật tử vững mạnh tại các đô thị lớn. Chính vì thế mà Phật giáo không có ảnh hưởng hay sức mạnh để tác động tới chính quyền và sự tồn vong của đất nước. Sự thành lập một giáo hội và các tăng đoàn rất quan trọng. Chùa là nơi quy tụ quần chúng Phật tử, là nơi tu học và hằng thuận vì lợi ích của chúng sinh, như Du Lan Báo Hiếu, các lễ hằng thuận cầu an cho gia đình và cầu siêu cho vong linh người đã khuất, nuôi dạy cô nhi, cùng tổ chức các đại lễ cầu quốc thái dân an cho quốc gia. Cứ thử tưởng tượng xem, cả 10.000 tăng ni lang thang khắp đất nước, ngủ ở núi rừng, nghĩa trang, Gò Mã, ngày ngày đi xin ăn, lúc đó sẽ là hình ảnh không đẹp, mất vệ sinh và gây khó khăn cho đời sống của người dân. Với đời sống cá nhân như thế, không tăng đoàn thì làm sao tổ chức được các đại hội Phật giáo trên toàn thế giới, nói về những vấn nạn của thời đại như biến đổi khí hậu, bạo động, chiến tranh, con người chạy đua theo vật chất quá đáng. Không hợp quần, không tổ chức thì làm sao có được đại lễ Vê Sắc nhân ngày Phật Đản với sự tham dự của các tổ chức Phật giáo trên toàn thế giới, cùng với sự tham dự của Liên Hiệp Quốc và các vị lãnh đạo quốc gia của các quốc gia Phật giáo.
Phật giáo đã trải qua hơn 2.600 năm. Cốt tủy của đạo Phật vẫn còn nguyên, nhưng pháp tu phải thích ứng với thời thế, theo lời dạy tùy duyên nhưng bất biến. Nam Tông tu hơi khác Bắc Tông và Mật Tông, nhưng tâm của tất cả đều đồng một pháp tính, tất cả đều là con Phật và đều thành Phật. Với trình độ văn minh khoa học và đầu óc chuộng luận lý, tức là logic, người Hoa Kỳ và người châu Âu không quý trọng lối tu khổ hạnh hay là ép sát đã có trong tôn giáo của họ từ ngàn xưa. Họ quý trọng một người tu hành bình thường nhưng có phẩm hạnh và trí tuệ tuyệt vời, và nhất là lòng từ bi và bao dung. Cho nên pháp tu thiền và ngày nay Mật Tông đã phát triển mạnh trong thế giới Tây Phương. Nếu hình ảnh và lối sống của sư Minh Tuệ được phổ biến ở các quốc gia Tây Phương, họ sẽ ngạc nhiên tự hỏi: tu ép sát như vậy để làm gì? Bộ tu hành trong các tu viện không chứng đắc và giải thoát hay sao? Đạo Phật được cả thế giới ngưỡng mộ không phải vì pháp tu khổ hạnh, mà là một tôn giáo của trí tuệ, hòa bình, bao dung, bình đẳng và bảo vệ môi trường. Vậy thì quý Phật tử Việt Nam chớ vì lòng cung kính với sư Minh Tuệ mà coi nhẹ bao nhiêu tăng ni trong và ngoài nước đã và đang tu hành chân chính, làm công việc cứu khổ độ sinh và giữ gìn diền mối tâm linh đạo đức cho dân tộc trong bao nhiêu năm qua. Bản thân tôi rất quý trọng cá nhân và pháp tu của sư Minh Tuệ, nhưng đó không phải là pháp tu duy nhất. Phật có tới 84.000 pháp môn cho tăng ni, tùy căn cơ và hạnh nguyện của từng người. Hiện có một vị sư Trung Hoa đang hoằng pháp tại Phi Châu. Sư đã phát nguyện sau khi giảng sanh, Ngài sẽ tái sinh lại châu Phi để tiếp tục làm công việc hoằng hóa chúng sinh tại lục địa đen này. Phải chăng đây là một vị Bồ Tát vào chốn trần gian lao khổ để giáo hóa chúng sinh như lời dạy của Phật trong Kinh Viên Giác, mà đâu cần phải tu theo hạnh Đầu Đà? Sư Minh Tuệ là đóa hoa thơm trong vườn hoa Phật giáo, nhưng còn rất nhiều đóa hoa quý khác thường như Đạt Ma Tổ Sư, rồi tới Lục Tổ, Phật Hoàng, Trần Nhân Tông, Bồ Tát Quảng Đức và bao thánh tăng thiền sư của Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, cùng Đức Đạt Lai Lạt Ma của thời đại ngày hôm nay. Xin cúi đầu đảnh lễ tất cả. Thế giới này là thế giới của nhị nguyên tương đối và không thể có tuyệt đối được. Chỉ có tâm là thành Phật, còn thế giới vật chất thì muôn đời vẫn như thế. Trước khi Phật ra đời, con chim đã ăn con sâu. Khi Phật thành đạo và chuyển pháp luân, con chim vẫn ăn con sâu. Và sau khi Phật nhập diệt, con chim vẫn ăn con sâu cho tới ngày hôm nay. Dù Thái tử Tất Đạt Đa tu thành Phật, nhưng vẫn không thay đổi được thế giới này. Đó là luật vô thường, là sinh lão bệnh tử. Khi đói, Phật vẫn phải ăn. Do đó, con đường đúng đắn và dòng chính vẫn là trung đạo, tức là đời sống bình thường, nhưng giữ nghiêm giới luật và vui với đạo như lời dạy của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cứ trần lạc đạo và đặt đức từ bi lên hàng đầu. Còn Phật xuất thế thì phải chờ thêm vài ngàn năm nữa. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, trong cuộc sống, sự mất mát là không thể tránh khỏi và là một phần không thể tách rời của sự tồn tại. Đây là một phần không thể né tránh của thực tế. Đức Phật dạy rằng mọi thứ trong thế giới này đều phụ thuộc vào sự biến đổi và tàn phá. Sự mất mát là một phần không thể thiếu của chuỗi sự kiện này. Có thể thấy trong vài năm gần đây, thế giới đã trải qua một chuỗi biến động và mất mát mạnh mẽ, gây ra những đau thương và nỗi bất an lớn cho hàng triệu người trên toàn thế giới. Nhìn chung, không chỉ riêng ở Việt Nam, mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới, những biến động này đã làm thay đổi cả diễn biến và tầm quan trọng của cuộc sống hàng ngày, tạo ra những thách thức lớn và đe dọa đến sự ổn định và phát triển của xã hội.
Trước hết, dịch bệnh COVID-19 đã gây ra một làn sóng của sự mất mát không thể đếm xuể, khiến cho hơn 15 triệu người trên toàn thế giới tử vong. Ngoài ra, các xung đột và chiến tranh vũ trang cũng đã gây ra những mất mát nặng nề. Từ cuộc chiến tranh ở Ukraine, Israel và Hamas đến nội chiến ở Myanmar, hàng trăm ngàn người đã phải hy sinh, hàng triệu người khác đã phải ly tán và bỏ nhà bỏ cửa ra đi trong vô định, mang theo nỗi lo lắng và tuyệt vọng về tương lai. Trong nước, hàng loạt vụ án tham nhũng siêu lớn, có vụ như SCB gây thiệt hại lên đến 27 tỷ đô la. Vụ án Trịnh Văn Quyết, vụ Tân Hoàng Minh, vụ chuyến bay giải cứu, vụ Phan Quốc Việt, và đã khiến cho nhiều đại gia lãnh đạo, kẻ thì mất mạng, người thì mất chức tù đày. Có lẽ sự tham lam và ích kỷ đã chiếm lĩnh lòng người, khiến cho họ không ngần ngại vi phạm đạo đức và tận dụng tình hình khó khăn của người khác để thu lợi cá nhân. Một số người có thể vô tư tham ô hàng triệu đô la, trong khi đó hàng triệu người khác đang phải đối diện với nghèo đói, với những người đang phụ thuộc vào máy thở có nguy cơ tử thần có thể đến bất cứ lúc nào, hay những người đang cầu cứu sự giúp đỡ từ những chuyến bay cứu trợ để có thể trở về quê hương mình. Ranh giới giữa sự sống và cái chết lúc đó thật mong manh vô cùng. Có lẽ sự vô cảm đã che lấp tâm tánh từ bi của nhiều người. Nhớ lại hình ảnh những container đựng xác người, những lò thiêu người quá tải, những cuộc chạy nạn của các gia đình trên ô tô, xe máy, xe đạp trong đêm tối, trên đường đèo chạy trốn Covid, chúng ta mới thấy sự khổ đau tràn lan với muôn vàn tướng trạng sai biệt khác nhau. Lời Phật dạy về khổ đế và nguyên nhân của sự khổ có lẽ đã hiện rõ vào tim can người Phật tử. Sự thống khổ của hiện thực đời sống, sự khô khan chai sạn của tâm hồn đã khiến cho người ta luôn khao khát và hy vọng một điều gì đó mang lại sự an lành và mát mẻ. Và rồi thầy Minh Tuệ xuất hiện. Chúng tôi xin dùng thiện ý nói về thầy bằng tất cả tấm lòng trân quý nhất của những người làm công tác truyền thông Phật giáo. Chúng tôi gọi sư bằng thầy vì sư quả thật là một người thầy đáng kính trong lòng công chúng hiện nay. Và đã có một cơn mưa rào mang tên sư Minh Tuệ. Với sự trợ duyên của nhiều YouTuber, thầy Minh Tuệ đã nhanh chóng trở thành một luồng gió mát, một cơn mưa rào, một sự chấn động thức tỉnh. Hình ảnh đôi chân trần, y áo giá, một cái nồi cơm điện, ăn ngày một bữa, xin ăn qua ngày, không cầm tiền, không tích trữ thức ăn, thầy đã mang lại thiện cảm lớn, xúc động mạnh mẽ cho rất nhiều người. Với khuôn mặt tươi vui, không hề lo âu bởi áp lực cuộc sống, thanh thản đi giữa con đường trưa nắng chang chang, đã làm bừng lên sự rạng rỡ hình bóng khất sĩ. Cái y áo giá đã trở thành linh thiêng sống động và thậm chí là quy hoàng. Thầy thực hành hạnh ngủ ngồi dưới nghĩa địa, dưới gốc cây, trong ngôi nhà trống rừng núi, đã làm sống lại hình ảnh du tăng khất sĩ của Phật Thích Ca Mâu Ni thuở nào. Thầy đã khiến cho bao người dấy lên trăn trở về ý nghĩa thực sự của đời người. Những người vốn khắc khoải thánh thiện, bình an vượt lên ma lực của đồng tiền, quyền lực, ích kỷ, ngã mạn. Thầy đã làm rúng động hàng triệu con tim người Việt Nam trên khắp thế giới, cho người ta hy vọng về những gì tốt đẹp đang ngày một nở hoa, bất chấp mọi gam màu xấu xí đen tối. Những bông sen sẽ vẫn mọc lên trên đầm lầy. Thầy khiến cho những tâm hồn ngáo và nghiện kinh sách, nghiện tiền bạc, nghiện tích lũy quyền lực trở nên xúc động, tự vấn về bản thân mình: ta có phải đang lầm đường lạc lối hay không? Lạ lùng là có những vị sư trụ trì và các sư ở những chùa to nhỏ khác nhau trên cả nước dân tập về để được đảnh lễ dưới chân của Ngài. Điều này rất đặc biệt vì xét theo công văn Giáo hội Phật giáo Việt Nam,
thì Ngài chưa là tu sĩ của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ta thấy chân lý Phật đã vượt lên những thủ tục lễ nghi, giấy tờ, quy định của thế tục. Chính thân giáo của Thầy tạo nên quan hệ lớn, ảnh hưởng sâu rộng đến tâm hồn Phật tử nói chung và những người chưa phải Phật tử nói riêng. Thân giáo pháp hành hạnh Đầu Đà của Thầy có lẽ đặt ra nhiều câu hỏi về sự đa dạng của pháp môn tu tập tại các tự viện lớn, các chùa to Phật lớn về pháp học và pháp hành. Và như một hệ quả, sẽ mang lại lợi ích rất nhiều cho người đi theo con đường chánh pháp của Phật Thích Ca. Nhớ đến hình ảnh của Thầy và hàng ngàn người đi theo trong một clip, chúng tôi liên tưởng đến phẩm Bồ Tát Tùng Địa Dũng xuất trong Kinh Pháp Hoa. Khi chư Phật xuất hiện, đã làm chấn động đất tâm của hàng triệu người. Đất rúng động, nứt ra, hàng triệu triệu vị Bồ Tát hiện lên, tiếp bước chư Phật, hộ trì giáo pháp của chư Phật chánh đẳng chánh giác tại cõi Ta Bà này. Chúng ta cảm nhận được rằng, cũng chính những con người theo Thầy đó, khi được Pháp Phật khai mở, khiến cho giác ngộ, họ cũng trở nên dũng mãnh, vô quý, phát tâm Bồ Đề hộ trì chánh pháp. Chúng tôi cũng cảm nhận thấy bóng dáng của các Bồ Tát khác, của các cư sĩ, của chư thiên, long thần hộ pháp trong hình dáng những vị sư đi theo Thầy, người quét đường, trong thí chủ cúng dường, các chú công an giao thông, các YouTuber, các thương gia hộ trì. Đặc biệt và cũng rất kỳ lạ trong số đó, có một vị hộ pháp có tướng mạo rất hộ pháp khác lạ đã đến để đi theo hộ trì Thầy. Vị đó có khuôn mặt rất dữ, uy nghiêm, đôi bàn tay rắn chắc, hình dáng thật kỳ lạ. Trong một kiếp quá khứ, thường bất khinh Bồ Tát, luôn luôn cung kính, bất kể người đó là ai. Nay, ta lại cũng thấy được hình ảnh đó trong lời nói xưng hô của Sư Minh Tuệ, con. Đây cũng là điều rất đặc biệt của Sư Minh Tuệ. Trong cuộc sống này, đôi khi chúng ta gặp được những cơn mưa rào mát lành mang tên Minh Tuệ. Đây là những thời điểm quan trọng nơi những sự kiện và những người đặc biệt xuất hiện để chứng minh sức mạnh và ý chí đích thực của lòng từ bi và nhân ái. Sư Minh Tuệ trong tâm trí của nhiều người không chỉ là một cá nhân mà còn là biểu tượng của lòng nhân ái và hiểu biết sâu sắc về cuộc sống. Cơn mưa rào này dù nhanh hay chậm, cũng đã để lại những lợi ích to lớn cho mảnh đất tâm của hàng ngàn con người. Trong số đó, có những người là Phật tử, những người đã từng ngã xuống trong con đường tu tập và nhận ra rằng cuộc sống không chỉ là về việc tích lũy tài sản vật chất, mà còn là về việc tìm kiếm sự an bình và hạnh phúc trong tâm hồn. Cũng có những cư sĩ tại gia, những người đã từ bỏ cuộc sống xa hoa, xa xỉ để tìm kiếm ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Và từ đó, họ nhận ra rằng sự đơn giản và tiết kiệm có thể mang lại hạnh phúc và bình an hơn là những vật chất xa xỉ. Hơn nữa, cơn mưa rào Minh Tuệ cũng đã lan tỏa lợi ích cho những người luôn suy nghĩ rằng tiền bạc là trên hết, sống vì tiền bạc và vì bản thân mình. Họ đã nhận ra rằng, trong cuộc sống, ý nghĩa và giá trị thực sự không phải chỉ là số tiền trong tài khoản ngân hàng, mà còn là sự yêu thương và chia sẻ với những người xung quanh. Không chỉ vậy, cơn mưa rào mát lành này cũng đã đem lại lợi ích cho những người mắc bệnh lo âu về tiền bạc, tài sản và về an ninh của bản thân và gia đình quá mức. Những người này, dưới sự ảnh hưởng của Minh Tuệ, đã học được cách sống một cách thiền định và an lạc, giúp họ giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống một cách bình thản và sáng suốt hơn. Sự Minh Tuệ không chỉ là một cá nhân, mà là một biểu tượng của lòng từ bi và sự nhân ái. Qua những hành động và lời dạy của mình, Thầy đã truyền cho bản thân tôi và cho nhiều người khác nữa về lối sống thiểu dục tri túc, vô ngã và vị tha. Vì vậy, chúng tôi xin thành kính đảnh lễ và tri ân Thầy từ xa. Cầu nguyện cho Thầy luôn thân khỏe và tâm an,
để tiếp tục mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Khi nói đến đây, chúng tôi nhớ đến lời bài hát Một đời người, một rừng cây của cố nhạc sĩ Trần Long Ẩn, như khơi gợi cho ta sự nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của sự kết nối và đồng nhất trong cuộc sống này. Sự minh tuệ như một biểu tượng của lòng từ bi và nhân ái, là minh chứng sống cho ý nghĩa của sự kết nối và sự đồng nhất trong tất cả mọi vật. Hành trình của Ngài đã làm cho chúng ta nhìn nhận rõ hơn về giá trị của tình thương và sự kết nối trong cuộc sống hàng ngày, làm cho chúng ta nhớ rằng mỗi hành động của chúng ta đều góp phần vào sự phát triển của cả cộng đồng. Đến đây xin cảm ơn quý Phật tử và quý khán thính giả đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe kênh của chúng tôi. Xin kính chúc quý Phật tử luôn an lạc, giữ vững tinh thần và niềm vui trên hành trình tu tập của mình. Chúng tôi cũng mong rằng mỗi người sẽ tìm thấy được sự an lạc và hài lòng trong cuộc sống của chính mình. Nam mô A Di Đà Phật. Quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, chắc hẳn những ngày qua, người dân Việt Nam chúng ta không ai còn xa lạ với tên gọi Sư Minh Tuệ hay Thầy Minh Tuệ, Thích Minh Tuệ. Từ một người tu hành vô danh, tự nhận mình đang tập học theo lời Phật dạy, Sư Minh Tuệ đã thực hành hạnh Đậu Đà được 6 năm và 4 lần đi bộ từ Nam ra Bắc rồi quay lại. Các chuyến chân trần xuyên việt trước đây của sư không gây ra sự ồn ào nào. Sư Minh Tuệ đang tự tu theo cách thức hạnh Đậu Đà, tức là khổ hạnh. Rất nhiều nhà tu hành trong nước cũng đang thực hành hạnh Đậu Đà như vậy, mặc áo giá khất thực, ngày ăn một bữa, tối ngủ dưới gốc cây hoặc nơi nhà hoang nghĩa địa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi. Lần đi này, chính sư cũng nói rằng bản thân không chủ động lôi kéo sự chú ý của dân chúng. Khi có người xin đi theo về Hà Giang, ông đáp rằng nếu thấy an lạc hạnh phúc thì cứ đi, còn không mời cũng không xua đuổi ai cả. Trong giáo pháp của Đức Phật có 8 dạng 4.000 pháp tu. Sư Minh Tuệ chọn cách hành Đậu Đà là quyền lựa chọn riêng của sư. Những người khác chọn pháp tu khác cũng là quyền của họ. Để lôi kéo người dùng mạng vì mục đích bán hàng, muốn được chú ý hay do bị chi phối bởi động cơ nào đó, một số YouTuber, TikToker, Facebooker đã lợi dụng để giật tích câu view, câu like nhằm lôi kéo người xem. Rất nhiều người hùa theo đám đông, chạy theo trào lưu. Nhiều người đón sư thầy đi bộ, ròng rắn đi theo cả một quãng đường dài, xô đẩy tranh chỗ đứng gần sư để chụp ảnh quay phim. Cảnh tượng lộn xộn đó gây phản cảm và phản tác dụng đối với mong muốn của chính sư Minh Tuệ. Nguy hiểm hơn, một số thế lực thù địch đã không bỏ lỡ cơ hội lợi dụng hiện tượng sư Minh Tuệ để chống phá chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước ta trên mạng xã hội. Mục đích đầu tiên mà thế lực thù địch nhắm tới là chia rẽ các tôn giáo với đảng nhà nước. Chúng gieo rắc thổi phồng mâu thuẫn, tranh chấp để khẳng định rằng tôn giáo và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam không thể song hành, đánh tráo khái niệm bằng cách tuyệt đối hóa quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, không chịu bất cứ sự ràng buộc, chế tài hay xử phạt nào, bịa đặt rằng đảng, nhà nước, chính quyền địa phương phân biệt đối xử, đàn áp tôn giáo. Nếu đám đông vây quanh sư thầy đi bộ gây lộn xộn và cơ quan chức năng phải can thiệp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thì các thế lực thù địch có thể sẽ rêu rao công an cản trở nhà sư hành đạo. Mục đích thứ hai của thế lực thù địch là chia rẽ người theo đạo và người không theo đạo, chia rẽ các tôn giáo với nhau, gây mâu thuẫn bên trong từng tôn giáo nhằm làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên mạng xã hội đã xuất hiện những luận điệu gây mâu thuẫn giữa Phật giáo và Công giáo, bài xích Giáo hội Phật giáo Việt Nam, so sánh thiếu thiện chí giữa nhà sư đi bộ với hàng chục ngàn tăng ni đang hưởng lạc trong chùa to cổng kính, coi khổ hạnh là chánh pháp, là pháp tu duy nhất đúng.
Mục đích thứ ba là cổ suý anh hùng hóa các hiện tượng mạng xã hội theo hướng đối lập với những giá trị truyền thống. Trong hiện tượng sư Minh Tuệ, bên cạnh sự cuồng nhiệt quá mức của mạng xã hội, thì các thế lực chống phá bên ngoài đang ra sức tô vẽ rằng sư Minh Tuệ gợi nhớ hình ảnh của Đức Phật năm xưa, không phải vì cung kính nhà sư, mà chỉ vì mục đích lợi dụng sư kính trọng đảnh lễ sư Minh Tuệ của người dân để rồi quy chụp rêu rao sư thầy này, sư thầy kia, chùa này chùa kia không đúng chánh pháp, với thuyết âm mưu chia rẽ tôn giáo của các thế lực này. Tự do tôn giáo không phải là tự do lợi dụng tôn giáo. Việt Nam thuộc nhóm 12 quốc gia trên thế giới và 6 quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương có mức độ đa dạng tôn giáo rất cao. Đây không phải là sự tự đánh giá của chính phủ, mà là kết quả khảo sát của viện diễn đàn Pew có trụ sở ở Mỹ. Còn theo ban tôn giáo chính phủ, nước ta có 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, chiếm 27% dân số. Đạo Phật là tôn giáo lớn nhất, có hơn 14 triệu tín đồ, sở hữu 18.544 ngôi chùa với gần 55.000 tăng ni đang tu hành. Công giáo xếp thứ hai với hơn 7 triệu tín đồ và 7.771 cơ sở thờ tự. Đạo Tin Lành và đạo Cao Đài đứng thứ ba và thứ tư về số lượng tín đồ. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật và người dân được tự do lựa chọn tôn giáo, lựa chọn tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng. Năm 2003, nhà nước ta công nhận 6 tôn giáo với 15 tổ chức 17 triệu tín đồ, khoảng 20.000 cơ sở thờ tự, 34.000 chức sắc, 78.000 chức việc. Đến năm 2022, nhà nước ta công nhận 16 tôn giáo, 43 tổ chức, 26,5 triệu tín đồ, hơn 53.000 chức sắc, khoảng 135.000 chức việc, hơn 29.000 cơ sở thờ tự. Trong số 16 tôn giáo được nhà nước chính thức công nhận, thì có tới 9 tôn giáo từ nước ngoài đang du nhập vào Việt Nam: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Bà La Môn giáo, Hồi giáo. Nhà nước bảo đảm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo, mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo. Cả nước hiện có 62 cơ sở đào tạo tôn giáo tại các địa phương. Luật pháp Việt Nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo, nhưng cũng nghiêm khắc xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo. Điều 24 của Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam quy định, mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật, nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Còn điều 6 của luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 quy định các hành vi bị nghiêm cấm: xâm phạm quốc phòng an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội, môi trường, xâm hại đạo đức xã hội, xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ người theo tín ngưỡng tôn giáo với người không theo tín ngưỡng tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi. Những ngày qua, đồng bào Phật giáo trên cả nước cũng đang hân hoan đón mừng đại lễ Phật đản hàng năm. Đây là một trong những minh chứng về việc đảng và nước ta luôn đảm bảo đưa những quy định của pháp luật về quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng vào thực tế đời sống, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Điều đó cũng đồng nghĩa những vi phạm pháp luật về tôn giáo tín ngưỡng cũng sẽ phải bị xử lý nghiêm. Chúng ta biết rằng 6 năm trôi qua, sư Minh Tuệ vẫn vậy, vẫn là bằng chân chai sạn, làn da rám nắng, thân hình gầy nhỏ, vẫn là tấm y được ghép từ những mảnh vải dùng giặt của trăm nhà, vẫn một lòng hướng thiện tu hành. Có hay chăng thứ thay đổi lớn chính là đoàn người đằng đẵng theo sư chẳng hề có dấu hiệu sẽ dừng chân. Còn chúng ta là những người nghe pháp học đạo, cần có những sàng lọc thông tin chính thống, không hùa theo đám đông, không kích động. Hãy khuyên nhủ người thân bạn bè không đi theo sư Minh Tuệ làm nhiễu loạn quá trình tu tập cổ xưa. Chúng ta hay là những người tín đạo và học đạo có trí tuệ.
Kính thưa quý Phật tử và quý khán thính giả thân mến, nếu tiêu chuẩn của một người tu là giới hạnh, thì rõ ràng người hành pháp sẽ cao hơn nhiều người hiểu pháp. Và thực hành được hạnh Đầu Đà là một công hạnh rất lớn, xưa nay không được mấy ai. Công chúng tán thán kính ngưỡng giới hạnh là việc nên làm, nhưng không nên sùng bái, suy tôn, thánh hóa sư Minh Tuệ ngay lúc này. Vì điều đó sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến quá trình hành pháp của sư, đi ngược lại với tinh thần của Phật giáo. Còn đối với những người hiểu pháp, những người học Phật có tầm hiểu biết thâm sâu, đang hàng ngày thuyết pháp cho các Phật tử, mà lại đi sân si, dùng những lời lẽ thô lỗ với người đang hành pháp, gây nên sự bất bình trong nhân dân, thì thật sự cần phải tự xem lại mình. Bàn về việc sư Minh Tuệ đi hành khất, đã có không ít các nhà sư trình bày những quan điểm của cá nhân, nhưng lại gắn cho đó là những giáo lý của Đức Phật. Bên cạnh những nhà sư chân chính thuần hành bày tỏ sự cung kính ngưỡng mộ sư Minh Tuệ, thì lại có không ít các nhà sư có những quan điểm gây gắt trái chiều. Sau đây là một số nhà sư như thế. Trong một bài thuyết pháp gần đây vào ngày 10 tháng 5 năm 2024, khi nói về quyền tư duy, sự suy luận mỗi người, có một sư thầy vô cùng nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trong Phật giáo Việt Nam chúng ta đã trình bày suy nghĩ của sư. Chúng tôi xin trích đọc một đoạn nội dung như thế này. Ta suy luận, tự ta suy luận đó là tà tư duy. Suy nghĩ sai, suy nghĩ xấu, suy nghĩ bậy gán cho người khác. Cái đó ta cũng chẳng nói ra, rồi thì gặp nhau cũng cười, vui vui cũng cười, mà trong đầu toàn nghĩ bậy không à. Rồi toàn chê người này, trách người kia không. Mấy cái đó cũng là tà tư duy. Suy luận sai để rồi chê người này, trách người kia. Hoặc là sao? Suy luận sai để rồi ngưỡng mộ một cái thằng ba trận cũng là tà tư duy. Thưa quý vị và các bạn, nếu như nội dung chỉ dừng lại ở đó, chắc hẳn chúng ta cũng đã cảm thấy mất thiện cảm một chút khi thầy nói đến thằng ba trận. Là một nhà tu hành có tầm ảnh hưởng với công chúng, lại có thể dùng những từ ngữ rất cá nhân và thiếu tinh tế đến như vậy. Nhưng không, sư thầy không dừng lại ở đó, mà lại tiếp tục lấy thí dụ như thế này. Thí dụ như mấy cái tay đó mặc đồ rách, nó ôm cái bình bát, nó đi lang thang. Ồ, đây là thánh nhân, cuộc đời của tôi, đây là bậc thánh, cũng là tào lao ba trận, mà không biết có phải tay đó nó có thiệt hay không, nó tu cái gì, nó học cái gì, nó học bao nhiêu kinh điển, nó dứt tâm được chưa, nó biết cái giới hạn của giới luật là gì không, lời Phật dạy nó học được bao nhiêu cái, sửa được cái gì rồi. Chỉ thấy nó mặc áo rách, nó ôm cái nồi cơm nó đi, thế là ô, đây là bậc thánh của tôi, đó cũng là ba trận, đó cũng là tà tư duy. Thưa quý vị và các bạn, nghe đến đây chắc hẳn trong chúng ta ai cũng có những cảm nhận riêng của mình. Chúng ta biết chắc rằng thầy đang ám chỉ đến ai, vì chúng ta biết rằng hiện tại cả đất nước chỉ có mỗi một nhà sư duy nhất có 102 mặc áo rách, mang nồi cơm điện đi khất thực khắp đất nước. Lời nói của thầy cũng có một số Phật tử đồng tình, nhưng đại đa số cộng đồng mạng là bất bình, là phẫn nộ gay gắt và dậy sóng lên án trước những lời nói của thầy. Có rất nhiều bình luận công khai công kích như sau: ông này không xứng nói về thầy Thích Minh Tuệ, người mang áo cà sa mà sân si vô độ, thật là tiếc cho những người ngồi nghe ông ấy nói, muốn sân lắm mà phải cam chịu. Nên xem lại tư cách ông này, không biết thực giả ra sao, nhưng người ta khổ hạnh hướng Phật thì dù một chữ kinh Phật không biết, tôi vẫn tôn trọng. Họ có cái tâm Phật, chứ không phải là học bao nhiêu giáo lý, qua bao nhiêu trường lớp là tiến sĩ như ai kia. Ông này nên bỏ áo hoàng tục đi, ông quá sân si và nhỏ nhen, tu kiểu hưởng thụ như ông thì quá tầm thường.
mới đoạn đầu nói chê người này, trách người khác là tà tư duy, cuối cùng mình lại kêu người khác là thằng ba trận. Rốt cuộc ai mới là tà tư duy? Thưa các bạn, và còn rất nhiều bình luận bức xúc khác của công chúng trên khắp mọi miền Tổ quốc cũng như ở nước ngoài. Hẳn chúng ta sẽ chưa quên cách đây không quá lâu, mạng xã hội cũng dậy sóng với không ít quan điểm của vị sư thầy này. Trong một bài pháp, sư thầy đã đưa ra quan điểm rằng lúc còn trẻ mà ham mê du lịch nhiều nơi, tới khi về già bị liệt nằm một chỗ, đó là nhân quả. Đi du lịch, chúng ta hãy đến những nơi tu tập tâm linh giác ngộ. Đi để làm từ thiện, để cúng dường là chính. Đừng có đi chơi, đi ăn hải sản, vì như vậy là hết phước liền. Những lời nói này đã nhận lại bão phẫn nộ từ cộng đồng mạng, vì họ cho rằng đây đều là lý thuyết suông, mê tín dị đoan vớ vẩn. Thông qua những lời giảng này, nhiều người cho rằng nhà sư đang quảng cáo về du lịch tâm linh khi khuyên các Phật tử nên đến những nơi tu tập giác ngộ làm từ thiện. Bên cạnh đó, sư thầy dùng các từ ngữ mạnh như bị liệt, nằm một chỗ, nhân quả, khiến cho nhiều người nghe cảm thấy khó chịu và cho rằng sư thầy đang rủa mình thì phải. Hiện tại, sư thầy chưa lên tiếng về những phát ngôn gây bão của mình và câu chuyện vẫn đang được tiếp tục cập nhật thêm. Song, từ góc độ nhìn nhận chung, chúng ta thấy một người tu hành, một nhà sư nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng nhân dân, một người nằm trong giáo hội Phật giáo Việt Nam mà có những lời nói thiển cận như vậy thì thật không nên một chút nào. Tiếp đến, chúng ta lại bắt gặp một sư thầy khác có kênh truyền thông YouTube chính thống hơn 300.000 lượt đăng ký. Trong một bài giảng có nhắc về sư Minh Tuệ như thế này: ổng đi chân không luôn đó quý vị, nổi tiếng lắm. Đi chân không, ổng đi từ Bắc ra Nam, đi không phải đơn giản nha quý vị. Cái tâm này kinh thiệt á, chứ không phải là chuyện giỡn đâu. Bây giờ á, bắt nhuận đức mà đi chân không ở đây thôi á, đi một chút cũng không nổi, nóng. Cái bàn chân của mình mà trở thành mặt qua da phấn, bước một cái xuống, nóng cái là nóng, không đơn giản, đúng không quý vị? Đâu có đơn giản đâu, thử mình đi đi. Mà nắng đây nè, khúc quanh chùa này nè, tự đi chút thử coi rồi biết. Vậy mà ổng đi chân không từ Bắc ra Nam, cái này cũng quá phi phạm đúng không quý vị? Đúng là mình phải công nhận, là mình phải tán thán, phải hết sức tán thán. Nhưng mà mấy người làm theo được không? Thưa quý vị và các bạn, nếu như bài giảng chỉ dừng lại ở đây thôi thì không có cái gì để chúng ta bàn cãi cả. Những điều thầy thuyết pháp trước Phật tử là hợp về lý, hợp về tình. Thế nhưng ngay sau đó, thầy lại quá khích mà châm biếm hết lời với một giọng điệu cực nhã, chế giễu, thậm chí còn ca hát thành bài cười nói sang sảng, ha ha, trong buổi thuyết pháp để nói về sư Minh Tuệ như sau: chúng ta có thể hết lòng mà tán thán, nhưng mà Nam Mô A Di Đà Phật, xin thầy, thầy đi đi, con không có đi. Thầy có một tâm nguyện, chắc thầy phải buông bỏ hết chùa chiền để đi khất thực quá. Đi chân không từ Vũng Tàu đi ra biển Vũng Tàu, rồi cười ha ha sang sảng. Thưa quý vị và các bạn, nếu như thầy nói không đi được như sư Minh Tuệ, nhưng mà cách thầy nói rồi cười ngạo nghễ giễu cợt thầy Thích Minh Tuệ thật khiến cho người nghe cảm thấy khó chịu và bất bình. Cũng là bạn đồng tu với nhau như mình, tu thì có nhiều cách, tu nhà, tu chùa, tu chợ, mỗi người có một cách tu khác nhau. Nếu không ủng hộ đường tu tập của người khác thì cũng không nên đi cười ngạo nghễ đường lối tu tập của họ. Rất nhiều Phật tử đã đặt câu hỏi: thầy nên xem lại mình, sao đi tu mà lại lên sân si với những người bạn đồng tu với mình như vậy? Thầy có phước, có duyên được tu ở nơi mát mẻ, sang trọng, còn người khác chưa có phước, có duyên thì họ tu ở ngoài đường, ngoài chợ.
cái đó là cái chuyện bình thường, tu ở đâu cũng được. Tuy rằng sư Minh Tuệ không có các đệ tử, không có tu ở chùa nào cả, nhưng mà mọi người, người ta gặp sư, người ta kính trọng lễ bái. Hình ảnh sư đi khất thực, nó phóng ra một cái năng lượng lan tỏa rất tích cực, làm cho con người ta từ bỏ tham sân si, hướng tới những điều thiện lành. Cái đó mới thực sự cao quý đối với một người tu học Phật. Nhưng kính thưa quý vị Phật tử và quý khán thính giả, việc một vị sư với y áo chấp vá, bằng những mảnh vải rách, cầm nồi cơm điện thay bình bát đi khất thực, hình ảnh nhận diện của nhà sư đầu trần chân đất, sự phát nguyện bộ hành dọc đất nước để tập học Phật pháp, được người dân khắp nơi tôn kính theo dõi. Song báo chí chính thống truyền thông trong nước có rất ít bài chia sẻ về việc này. Khi chúng ta tìm kiếm từ khóa sư Minh Tuệ trên Google Search, chỉ có một bài viết trên VTC News nhắc đến ông với tựa bài "Hãy để cho sư Minh Tuệ được yên thân tu tập". Ngoài ra không thấy các trang web báo điện tử, truyền hình trong nước nhắc về chuyện này. Cho đến ngày 15 tháng 5, vẫn rất hạn chế loan tải thông tin liên quan. Điều này khá xa lạ so với những tin tức nóng cập nhật trong ngày khác. Phải chăng đây là một vấn đề nhạy cảm và có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới Phật giáo cũng như chính trị trong nước? Truyền thông nhà nước không nhắc đến sư, nhưng hàng chục YouTuber đã đi theo sư Minh Tuệ, ghi lại trên từng nẻo đường mà vị sư này đi qua. Do đó, nếu tìm kiếm trên mạng, nhiều người sẽ thấy hàng chục video về sư được các trang YouTuber hoặc Facebook đăng tải, khiến sư đang trở thành một hiện tượng. Nói về sư Minh Tuệ, ông Thành Đỗ từng là trưởng ban nghiên cứu Phật học, giảng viên trường Đại học Phật giáo Paris, giải thích tại sao vị sư chân chất này đang trở thành hiện tượng. Cái cốt lõi của đạo Phật, của một người tu sĩ là giới, định và tuệ. Khi một người tu sĩ giữ chặt những giới luật của một người tu sĩ, thì cái giới sẽ sinh ra cái định, và cái định sẽ sinh ra cái tuệ. Cái tuệ khi đã có rồi thì giống như ngọn đèn được thắp sáng trong bóng đêm. Từ xa, người ta nhìn thấy ngọn đèn đó sẽ tìm đến. Một vị sư mà giữ giới thật là chặt thì tự nhiên sẽ tỏa sáng và mọi người sẽ đến với ông ta. Một nhà báo trẻ trong nước nói rằng đây là phản ứng tích cực của xã hội, phản ứng từ bỏ cái xấu, sống tin theo cái tốt. Nó khác xa hoàn toàn với những nhà sư nổi gần đây kêu gọi Phật tử cúng dường, rồi vẽ ra những chuyện mê tín để thao túng người dân đi vào những hố sâu của mê muội. Cho nên bản thân câu chuyện thanh bạch và đi hành đạo của sư Minh Tuệ cho thấy một sự khác biệt rất rõ. Và sự ủng hộ đối với thầy Thích Minh Tuệ cũng cho thấy thái độ của người dân đối với một người tu chân chính. Đồng quan điểm với nhà báo này, nhiều người nhận định thêm rằng sở dĩ sư Thích Minh Tuệ được mọi người sùng bái là bởi có nhiều sư thầy tăng ni gần đây xảy ra tình trạng kêu gọi Phật tử cúng dường quá nhiều, nên sư Minh Tuệ không nhận tiền cúng dường thì người dân sinh lòng thần tượng. Tuy nhiên, hôm 16 tháng 5 năm 2024, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã lên tiếng trước hiện tượng sư Minh Tuệ này sau nhiều ngày. Thông báo được gửi đến Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tỉnh, thành phố có nội dung như sau. Trong những ngày vừa qua, trên mạng xã hội TikTok, Facebook, YouTuber, Instagram, Twitter xuất hiện nhiều hình ảnh clip về người đàn ông mang hình dáng nhà sư đi bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại. Người này được mạng xã hội gọi là sư Thích Minh Tuệ. Trong lộ trình đi bộ qua các địa phương, đã có nhiều người dân và Phật tử tập trung với số lượng đông, cúng dường vật phẩm, thức ăn, tạo ra nhiều hình ảnh, clip gây ra nhiều dư luận trái chiều, làm ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Qua tìm hiểu xác minh, Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định
người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa và cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều này cũng đã được chính người đàn ông này khẳng định trong các clip trên mạng xã hội. Công văn cũng nêu rõ, người đàn ông này có tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Lê Anh Tú sinh sống tại huyện Igrai, tỉnh Gia Lai. Ông Lê Anh Tú, sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên, đã thực hiện một vài lần đi bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Tuy nhiên, lần này, một số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ hành của ông Lê Anh Tú tạo sự hiếu kỳ, thu hút nhiều người dân đi theo, tạo nên hiệu ứng câu view và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của Tăng Ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong mấy ngày nay, ông Lê Anh Tú đang đi bộ hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hướng về Khánh Hòa. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố có thông báo với đông đảo Phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư, liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội tạo làn sóng dư luận xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước khi có thông báo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì tất cả người dân chúng ta đều biết sư Minh Tuệ không phải là sư. Sư cũng đã khẳng định rất nhiều lần khi có người hỏi, việc mọi người gọi sư là sư xuất phát từ sự ngưỡng mộ, kính mến, một người hành đạo chân chính, khác với những người học đạo và hành đạo họ từng biết. Dù sự việc này có đi tới đâu, thì chúng tôi, những người làm truyền thông về Phật Pháp, luôn mong muốn mọi người tin yêu vào đạo Phật và nhân quả. Hãy là những Phật tử chân chính, bỏ ác hành thiện. Nếu như quý Phật tử có kính trọng, tin yêu vị sư nào, thì cũng không nên vì thế mà so sánh vị sư này với vị sư kia. Có chăng thì hãy tự chiêm nghiệm bằng sâu thẳm niềm tin Phật Pháp của chính mình. Quý Phật tử sẽ tự có câu trả lời thỏa đáng. Và cũng không nên vì niềm tin, sự ngưỡng mộ mà đi theo làm cản trở giao thông, cản trở người tu trên con đường học đạo của họ. Cuối cùng, chúng tôi xin được kính chúc quý Phật tử, quý đạo hữu, quý thính giả đang theo dõi kênh, thân tâm luôn an lạc, bình an và hạnh phúc trên con đường nghe Pháp, học đạo cũng như hành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.